365 ngàn thiên loài với ta ông trời rồi mà mở tiền nha. Thank you.
em nói cái hai cái này nhiêu tiền quên nhiêu con? 135. Dạ. 135 phải không? Trời ơi, bán rẻ còn bớt nữa. Đáng lẽ con hồng hộp sầu riêng này cô để con phải là 200 ngàn mới đúng nè. Con nghĩ đi, 135 ngàn hộp xiên được quá trời luôn. Mà con kêu bớt nữa. Trăm bốn mươi tám ngàn, 145 ngàn nữa. Trăm bốn mươi lăm ngàn nữa. Em mua 2 trái. 2 trái loại nào cô? Loại này hả? Lợi ngon là chín giục trong kia. Lấy cho con 2 cái chín giục cho anh Thanh ơi. Ngon nhất. Ngon nhất á. Ngon nhất của luôn á. À, anh Quang anh viện binh qua đây mà vẫn không kịp nha các bạn. Đông quá nè mọi người. 489 ngàn. Đây 90 ngàn ký con. 90 không? Dạ. Lại 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 con ơi. Cơm đỏ ao luôn. Siêu VIP. Cơm vàng chứ cơm đỏ. Có loại sầu riêng đỏ nha. Ờ có loại. Bữa nay nhập có loại đó về thử Thanh. Có không Thanh? Việt Nam có không? Có, em ăn rồi nó dở lắm. Dở hả? Dở sầu riêng nó cơm đỏ chắc luôn đó cô. Nó ngọt là lạ, nó béo. Xứng đáng chưa? Xứng đáng là tiền. Có loại 70, có loại 80. Cái này mấy nãy đó 400. Anh dừng lên coi lên em cái mạnh. Chưa đừng hút lâu, chưa đừng hút đâu. Nó là 30 giây à. Cô nãy rồi, cặp bù nãy rồi. Đang chứ. Đang chứ cô. Muốn nữa. Bù muốn nè. Được.
sầu riêng cho anh. Lấy cho em trái à. Mấy người ăn anh? Thái này kia. Các ăn cháo rồi các con về nhỏ. Khách vô liên tục rồi quay nhanh đầy video. Nhanh đủ video. Quá hả? Mưa đâu, mưa đây mà. Bữa nào không có, không có gì.
mình là làm việc rất là nhanh nhẹn và là gọn gàng luôn á các bạn. Chính xác. Bên địa. Qua tôi á. Ừ. Đúng rồi. Tình là ở huyện Phú Mỹ. Kiếm trái này ngon ngon á, cho chị. Hôm nay luôn sầu riêng ngon quá anh. Cơ của vàng cục vàng luôn. Cha muốn gì vậy anh? Gọi ra Google để hỏi tội cho con. Nãy còn có cái gì em chặt gọn cho cô hai chứ vừa. Chị có con gái đó nha. Con gái gì có chồng chưa rồi chị? Sắp có rồi. Sắp có. Trời ơi. Ông Thanh không không dám nói một câu nào luôn á. Sai hả? Không, chưa có chồng hả? Chưa. Có chồng đi, đừng có chồng. 335 trừ lại 183 để cho xét cái đó. Vậy nay gặp Sài Gòn giống yêu rồi nói sao? Trời mưa lâm râm. Từ đoàn thấy ông chạy qua không kịp nên mới sửa lại đó chưa? Điều quá anh Dũng. Hay là để luôn Dũng đi. Đó ông cắt đi. Cái này là do ông, cái này chứ không cho con luôn. Chốt. Ra cắt vô kìa.
Riêng vàng ươm luôn á, hiệu ứng ánh sáng à.